Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Quý Mùi trong tháng 7 âm lịch này sẽ giúp bạn nắm bắt được những điều tốt xấu trong cuộc sống của mình. Cụ thể hơn, xem tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 7 âm lịch này thì bạn sẽ biết được là qua tháng 7 của mình như thế nào, công việc học hành có được thuận lợi hay là không và sẽ cần có những lưu ý gì trong cuộc sống. Phần tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 7 âm lịch này được xây dựng và tư vấn trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý bạn hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác tuyệt đối và sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết cho quý bạn tuổi Quý Mùi 2003. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Quý Mùi sinh năm 2003 có mệnh mộc, dương liễu mộc, gỗ cây dương. Người sinh năm 2003 Quý Mùi thường có tính tình hiền lành, thích sự trầm ổn, không muốn gây nổi bật. Ai kết bạn với người tuổi này thực sự rất may mắn, bởi vì tuổi Quý Mùi rất trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau, hết mình với bạn bè nên được nhiều người quý mến. Thế nhưng đôi lúc sống vì người khác quá nhiều nên khiến bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Xem tử vi tháng 7 âm lịch Nhâm Dần cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003, vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì đáng ngại, tuy nhiên cũng chưa thấy có dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ, nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cần chú ý có điểm báo họa thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa, nên gia chủ làm gì cũng không nên chủ quan, nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háo đá. Ngoài ra cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ xấu tiểu nhân bên ngoài quấy phá, gây bất lợi, ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thầy Gia Cát, ở độ tuổi này của các bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng tới việc học tập cũng như chuyện thi cử học tập. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp mậu dương thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bản thân bị khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc và tính tình của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có, tiền mất, tật mang. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Giai đoạn này, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức học tập phù hợp nhất, thành đạt. Nhưng do tác động xấu nhất từ hung tinh lại có nhiều sao cô khắc về mặt cảm xúc nhiều, cho nên là bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật, thậm chí có lúc ảnh hưởng đến học tập, không giữ được sự tập trung, khiến cha mẹ thầy cô phàn nàn. Ngoài ra áp lực học tập điểm số khá lớn khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng, cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình, bằng sự khéo léo của bản thân, quý vị gia chủ Quý Mùi hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn, cần tiết chế ham muốn của mình, nếu không dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ trong tháng này có phần suy giảm, dễ bị ốm đau bệnh tật, đặc biệt là các bệnh liên quan tới hô hấp. Trong tháng này, gia chủ Quý Mùi nên luyện tập thể thao, ăn uống một cách khoa học để có một sức khỏe tốt. Khi đi ra ngoài cũng cần chú ý tới sức khỏe của bản thân để phòng ốm đau bệnh tật mà chữa khỏi. Ngoài ra bạn có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Khi thời tiết thay đổi, bạn nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch nhờ được phúc tinh cao chiếu, nên nếu có bệnh cảm mạo, đa phần bạn đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Các quý vị gia chủ Quý Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Quý Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng này, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, Quý Mùi đều không vượng đào hoa. Hoặc cho dù có gặp được người khiến trái tim mình rung động thì mọi chuyện cũng khó mà đi đến cái kết như mong muốn. Nam mệnh có duyên khắc phái nhỉnh hơn nữ mệnh nhưng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức, trí tuệ và thời gian trong việc theo đuổi. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm, ít xung đột. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp, mậu thân, có nạp âm, đại dịch thổ. Tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Quý Mùi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Sửu, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Sửu, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Quý Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Ngọ, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai trong chúng ta cũng đều có số mệnh khác nhau, không ai là giống ai cả. Và hy vọng thông qua những việc này, việc luận giải tử vi cho tuổi Quý Mùi sinh năm 2003 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể ủng hộ cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã khép lại. Xin mến chào và hẹn gặp lại!